Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em mình chi tiết về cái mẫu sản phẩm K11 Turbo phiên bản có tay cầm tích hợp màn hình. Đầu tiên mà để nói về cái ngoại quan ấy, thì cái K11 Turbo này là có một cái kích thước khá là lớn. Đấy, cái trọng lượng thân máy của nó là 700g, nên là bay rất là đầm. Đây là cái phiên bản mà tay cầm có tích hợp màn hình rất là ok để cho anh em mình có thể là trải nghiệm. Để mà nói về những cái điểm yếu của nó là gì, nó sẽ không có cảm ứng và là để anh em mình sẽ có thể là nhìn hình ảnh và hiển thị các cái thông số như là chế độ bay này, tốc độ bay này, độ cao, độ xa, chứ nó sẽ không có thể là một cái màn hình cảm ứng để anh em mình có thể là điều khiển những cái chức năng hay là điều chỉnh các cái chức năng của nó ở trên cái tay cầm điều khiển này được. Anh em mình mà muốn điều chỉnh các cái chức năng của nó thì anh em mình cần phải có thêm một chiếc điện thoại để mình kết nối và có thể là gắn lên chiếc tay cầm điều khiển này để mình có thể là sử dụng. Chiếc tay cầm có tích hợp màn hình này của cái dòng K11 Turbo ấy thì nó sẽ không có cảm ứng, và nếu mà anh em mình mà muốn điều khiển thì anh em mình phải kết nối thêm một cái điện thoại này vào để anh em mình có thể là điều khiển các cái chức năng, ví dụ như là dung lượng ảnh, chất lượng ảnh hay là điều khiển những cái chế độ của nó ở trên màn hình này. Còn cái màn hình này của cái K11 Turbo thì nó sẽ không cảm ứng và nó sẽ không có các cái chế độ để anh em mình có thể điều chỉnh trên màn hình này nhé. Và cái thứ hai là gì, là về cái K11 Turbo này thì nó sẽ không có những cái chế độ bay thông minh đấy, mà anh em mình chỉ có thể là bay và bay chụp theo một cách kiểu là thông thường đấy, và nó sẽ không có những cái chế độ bay thông minh anh em mình nhé. Đấy là một cái điểm yếu của cái dòng K11 Turbo này. Và sau đây thì mình sẽ test xem là cái độ cao và độ xa của cái dòng K11 Turbo này như thế nào và cái chất lượng ảnh của nó ra sao. Kết nối ở GPS on thì anh em mình cũng quay 3 vòng ngang và 3 vòng dọc như những cái dòng flycam phổ thông bình thường thôi. Đấy, thì khi kết nối xong thì tín hiệu nó sẽ báo là có, và anh em mình có thể là cất cánh rồi nhá. Đấy, độ cao giờ vận tốc bay lên là mình có thể thấy được nó là tầm 5,8m/giây và độ cao tối đa là đạt được là tầm 478m, coi như là gần 500m. Ngài bị dừng hình anh em ạ. Đấy, coi như là gần 500m anh em nhé. Thế là bây giờ dần dần mình sẽ cho hạ độ cao xuống để mà mình có thể là test được cái khoảng cách bay xa của cái dòng K11 Turbo này. Đấy, mình bay xuống tầm 100m rồi mình bắt đầu là tiến hành bay thẳng anh em nhé. Thì xem là nó đạt được cái độ xa là bao nhiêu. Ở đây thì mình có thể thấy được cái vận tốc của nó lên đến được khoảng là 11m/giây. Đấy, và đấy, hơn 11m/giây, đấy coi như là tầm 11-12m/giây. Để xem mà cái độ xa của nó là bao nhiêu. Và bây giờ là đạt được gần là 3000m rồi. Đây, 3000m rồi. 3000 hơn 100m rồi. Đấy, 3131. Và đã bị dừng một tí và nó lên đến tầm 3177m anh em nhé. Đấy là bị dừng hình hẳn rồi. Và nó sẽ tự động kích hoạt cái chế độ là return to home. Đấy, trở về. Và cái này nó chế độ cái trở về của nó là nó bay lùi anh em ạ, chứ không phải là nó quay đầu lại nó bay nhá, mà nó bay lùi. Mà nó bay lùi luôn, và cái vận tốc bay lùi là hơn 11m/giây. Đấy, có như tầm 12m/giây. Khác khả năng là đây là bay lùi là đúng chiều gió nên nó lên tầm 12m/giây. Rồi về đến nơi rồi và mình bắt đầu là cho nó đang bắt đầu tự hạ cánh xuống. Rồi, rất là ok. Đây, mình đây rồi. Đấy, hạ cánh cũng rất là chính xác cái điểm xuất phát của nó anh em nhé. Rất là ok luôn. Còn đây là cái chất lượng hình ảnh của cái dòng K11 Turbo. Đấy, để mà nói về đây là cái hình ảnh mà chưa qua chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, nói chung là cũng gọi là tạm ổn trong cái dòng phân khúc đó anh em ạ. Đấy, anh em nào mà muốn sở hữu cái dòng K11 Turbo này thì có thể là liên hệ với cả shop anh em mình nhá. Ok anh em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video mà giới thiệu sản phẩm Lycam K11 Turbo và chia sẻ cái cách mà bay rồi bay xa tầm bao nhiêu hoặc và các tính năng trên Lycam K11 Turbo. Thì nếu mà anh chị có muốn mua thì Cầu Kè sẽ để cái đường link shop trong phần mô tả nha anh chị. Thì anh chị em vào TikTok á, anh chị bấm vào theo đường link, hoặc là anh chị gõ cái theo mà cái tên TikTok bên TikTok nha, đó là F Live Shop Hà Nội nha anh chị. Đây, F Live Shop là anh chị vô mua các cái sản phẩm mà Lycam từ tầm vài trăm ngàn đến vài triệu nha anh chị. Rồi, cảm ơn là anh chị đã theo dõi video buổi giới thiệu sản phẩm Lycam Turbo K11 Turbo. Thì những khúc mắc gì thì anh chị em bấm theo cái đường link mà Cầu Kè để dưới phần mô tả nha.
cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hồ Kè. Chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại video tiếp theo của Hồ Kè. Bye bye cả nhà.